Nay nước ngập gần lên tới nhà luôn rồi các bạn ơi. Nước mùng 4 tơ quá trời luôn. Đây. Mỗi xăng quần lên xăng quần tới héo mới đi được á. Ôi mỗi không vô thao đi. Vô thao cô ba đẩy cho đi. Nước ngập cao quá trời luôn. Ngập gần tới đầu gối mùi luôn rồi kìa. Sáng nay mùi đi dọc nước ngập nha. Mùi đẩy đi mùi. Trời ơi. Nước ngập sắp sửa lên tới nhà luôn rồi. Tràn vô nhà là rồi luôn. Xíu nữa là tràn vô nhà. Hả? Không biết. Wow, có con vịt vàng. Có vịt vàng đang bơi dưới chân mũi kìa. Kìa mũi vô cho mũi cảm giác mà đi xuồng ghê chưa. Ây! Mũi ngồi ngay giữa con. Ngồi ngay giữa. Xích vô một chút nữa. Xích vô một chút nữa. Ngồi xuống con, ngồi nhẹ té à. Cái chiếc dép ướt á. Ôi đã. Đẩy nhanh lên. Ừ mấy cái chỗ ở ngoài nó ngập nó muốn trôi luôn rồi. Nó nhúc nhích nó trôi luôn rồi nè. Dính cái lá. Lấm lên, lấm lên. Ngoại cho cái thao đỏ nữa kìa. Ô, phải đi tát nước đi ngoại ơi. Chút xíu nữa là nó tràn vô nhà đó. Còn có chút nữa nó tràn vô nhà hả? Ngoại lo đi, ngoại lo trong nhà đi. Còn chút xíu nữa là nó vô nhà thôi. Còn một một khoảng gạch nữa, một viên gạch nữa thôi là vô nhà luôn. Quá trời. Đổ nước ra. Mùi vô thao nhỏ vừa không mùi? Chắc mùi này bự, mùi vô thao nhỏ hết vừa rồi. Đâu có, lấy thao nhỏ mùi đi lụm đồ chơi. Mùi để thao nhỏ đi, đi lụm đồ chơi con. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, thích không? Ê, nước còn lớn không? Anh chắc đứng rồi, cũng đứng đứng rồi. Đi lẹ lên mưa ơi đi. Thôi, mưa đi nhanh lên rồi vô phụ ngoại lau nhà nè. Đổ đi con. Mũi, múc nước vô thao chi. Giờ để im nó đi. Để con thử lên cái chậu này coi con đá cái chậu. Mùi. Con đi lượm đồ chơi của con đi, nó con trôi hết đi. Con đang làm gì? Hử? Con đang lái xe. Lái xe à? Lắc lắc chậu lái xe. Ôi. Ôi mấy cái trứng nhỏ mà nó trôi tùm lum hết rồi mùi ơi. Cứu nó đi mùi ơi. Ủa cái thau đỏ kia đâu rồi? Thau đỏ nhỏ xíu đâu rồi? Ờ trái dừa lụm hết lụm lên ngoại mới lụm về nên để đó đó con để xuống rồi nó trôi mất. Con bơi luôn chắc.
Lụm lên để trời mất đó. Con lụm đi. Mũi ơi, lụm đồ chơi nhanh lên để nó trôi nè con. Mấy chậu bông rung rinh đi mà bông nó rung rinh luôn à. Ê, đồ chơi trôi xuống mương rồi mùi ơi, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Bạn bi cát kìa. Ôi mùi vô thao ngồi đi, cậu ba đẩy cho. Đẻ lết. Vô thao ngồi lắm. Trời ơi. Mùi vô thao mùi đi xuống nước chi cho nó lúng nó sâu dữ. Ơi. Đẩy đi à, đi thuyền thúng, mới đi thuyền thúng mẹ giống như ước ngập ở ngoài miền Trung á, đi thuyền thúng rồi bơi bơi bơi. Ôi có con vịt kìa, mũi đi bắt vịt đi mũi. Có ba nhặt bên này. Rồi quay vô. Ôi mũi. Quay vô nhặt đồ chơi. Ra ngoài này nó. Ôi ôi đã. Đã. Đã đã đã. Mũi nó gái khoái ra ngoài đây, ra ngoài đây không còn cái chỗ nào hết trơn. Ở ngoài đây là không còn cái chỗ nào mà khô hết á. Không còn cái chỗ nào để cá sấu lên bờ hết á thế mũi. Đảo của mũi ngập hết trơn luôn. Mũi bơi xuồng. Mũi chèo xuồng. Mũi chèo xuồng, mũi khoái lắm ạ. Mũi ơi, coi. Mũi xém lật xuồng luôn nha. Ôi đồ chơi nó trôi kìa. Chơi nó trôi miên man ở ngoài kia kìa, bên kia kìa mũi ơi. Đã đã đã. Nữa đi nữa đi. Phái phái nữa nữa đi nữa đi. Nữa đi. Y như quay cái đồ quay ở ngoài công viên nha. Đã. Ai gớm dép rồi kìa. Trời sâu quá, sâu quá. Sâu quá, mọi ơi. À, cảm giác thế nào? Ai cảm giác vui. Cảm giác vui. Thôi con chìm đi. Ai 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 ai. Vô thao đi con. Rồi xong. Bà tắm không tới cậu ba vô. Cậu ba vô đi, cậu ba vô dắt giật được á. Mỗi không vô để cậu ba vô đi. Con vô thao. Nay nước cao cậu ba vô thoải mái luôn á. Chừng đồ nó tới mương. Ê! Cái này hay là một.
Mội cố tình làm cho nó vô nước cơ mà. Con định bơi. Tao hết rồi kìa, đi giùm đi. Cho mội bơi vậy. Cái gì mà nước không nhỉ? Thiền có mũi gì mà nước không mũi? Có cam đo nữa không? Trời ơi, đây là một cái thuyền màu đen. Mũi chiếc thuyền màu đen nè. Ở cậu ba lụm đồ chơi mà hết rồi. Đi vô lụm đồ chơi coi. Đi xuống đi con, xuống đi rồi đẩy thuyền vô nữa. 1, 2, 3 đổ mũi ra luôn, đổ mũi ra ơi, đổ mũi ra luôn đi, đổ mũi ra đi mũi, giờ tới mũi đẩy cậu ba đi mũi, xuống đi. Trời ơi, vô lại. Quá tài luôn, quá tài quá. Nước ngập đã quá ha. Lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy nước ngập dữ dội vậy nè. Vô 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 quay rồi chìm luôn. Rồi bây giờ mũi ra đi, mũi vô lấy cái thao kia lụm. Trời ơi. Thôi đẩy vô đi, đẩy mũi vô đi. Đi. Đẩy thao vô đi. Mũi ngồi méo qua bên nó lật sao con. Rồi. Rồi đi lụm đồ chơi rồi đẩy vô nè, lẹ lên. À, lắm thôi nó lắm xuống. Trời ơi mùi ơi, này là mũi cố tình nè. Rồi vô bỏ mùi đi, đi vô. Rồi đổ mùi ra luôn đi. Rồi rồi đẩy thao vô luôn, bỏ mùi đó đi. Ôi
Thôi giờ không dọc nữa. Đi. Đi muội, giao ra ra bờ kiếm coi coi sao muội. Đi xuống dưới kia coi sao muội. Đi. Đi vô lượm đồ chơi nữa nè. Đi, ok. Đi lượm đồ chơi xong đi rồi đi xuống dưới kia. Phải chưa? Đã chưa? Con đã có con trời luôn rồi. Hết cá sấu lên bờ luôn rồi. Đi. Ôi, đây còn mấy con nữa nè. Hả? Mẹ. Sao? Giờ á. Lắm. Sao giờ sao? Giờ á. Mẹ nhặt. Mùi nhặt á, mùi nhặt ở trong thau đó mà mùi ném vô cái thau đỏ nè, coi nó vô không? Ai ném vô là chiến thắng nha. Ai ném vô thao là chiến thắng nha. Sao mất hết chiếc dép rồi? Ai mất? Đây nè. Tâm thao có không? Chiếc dép màu đen nè. Có một chiếc vậy. Này á. Mỗi gì kỳ, mỗi chìm rồi. Ngồi dậy. Ai còn nữa còn lại kìa ta. Con bố phim mơ nè. Ủa cái bố màu xanh đâu? Ôi ức ơi, ức ức ơi, ức ơi. Hả? Bao quá. Trời ơi, muội đâu rồi? Thôi muội ra khỏi thao đi muội ơi. Cho muội ra khỏi thao đi. Đâu? Rồi nước gầm. Dạ anh thấy chim rồi. Nước gầm rồi nè, nó xuống nè. Chảy ngược lại rồi nè, chảy vô. Tí 2 tí. Gầm 1 phút rồi mẹ ơi. Ừ. Còn cái gì? Rồi đẩy lên kia, xích lên kia, xích lên kia. Lại lên ngoài, tới đây. Tôi đang bơi xuồng lại nha, bơi khống. Lại lên ngoài. Chìm xuống. Rồi, vô nước hết trơn rồi. Vô nguyên thao luôn rồi còn gì. Đảo ghê. Mỗi đi thuyền ngắm hoa giống như ở Đồng Tháp vậy. Đồng Tháp cũng đi thuyền ngắm hoa, giờ mỗi đi thuyền ngắm hoa luôn nè. Ngắm hoa. Ôi ơi ơi. Đã. Tôi đã bảo. Ha 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 ha
ơi. Thôi lụm đi, lụm đi, nó trôi kìa, mỗi 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 cái này nước lòng rồi nè, nó trôi là mất luôn á. Lụm tấn này, lụm tấn này. Ủa sao này còn nửa cái vậy mùi? Nè lụm hết đi vô đi con. Trời ơi. Đem rồi chơi. Con đang di chuyển nè. Mà nó lạ. Lạ lắm hả? Mùi đang di chuyển mà nó lạ lắm các bạn ơi. Đó. Ê ê ê ê. Ôi trời, cái xích đô đẩy đẩy túng bây giờ. Xuyên nha. Đừng tới thao đỏ mà thao đỏ xuyên. Rồi. Đừng đi. Chạy thao đỏ thôi. Rồng rồi ngoại ơi, nước rồng rồi. Mũi khoái à. Nước ngập này chỉ có mình mũi khoái à, chứ không ai khoái hết trơn á. Tại sao? Tại mùi giọt nước. Ủa bới đi không? Lụm bới vô thao hay sao? Ủa trời. Lụm bới vô thao. Mỗi nó bơi về biển luôn ta ơi. Có con vịt. Thôi bơi về biển. Cano nữa nè. Mùi ơi. Đây. Tại. Lên 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 lên. Yeah. Ủa nãy tới ra mấy cái? Cái bên đây nè. Cái bố nó đâu mọi? Ủa mất cái bố à hả? Bộ nãy lấy hai cái hả? Rồi, hai cái. Rồi, vậy là nó trôi rồi mất. Dạ. Ủa đâu lấy? Đâu lấy mà gửi đi. Mọi đừng đẩy xích đô con. Đừng đổ vô, đừng đổ vô. Rồi đem vô đi, em để xích đô đi, hồi tính. Thôi cho cô ba rửa. Thôi đi vô. Dọn dẹp hết rồi đi vô con. Bye bye các bạn đi. Các bạn muốn chơi tiếp nè. Các bạn muốn chơi tiếp nè.